Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Video. Thì hôm nay tôi làm một cái video giới thiệu về các dòng sản phẩm cửa nhôm Xingfa do công ty chúng tôi sản xuất và thi công. Thì hiện tại thì công ty chúng tôi cũng chọn ra một số profile, những cái thanh nhôm định hình Xingfa của một số công ty trong nước và nhập khẩu dùng để chế tạo ra bộ cửa Xingfa. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng một để các bạn nắm rõ về sản phẩm của công ty chúng tôi. Đây là dòng cửa nhôm Xingfa giá rẻ nhất mà công ty chúng tôi cung cấp, đó là dòng nhôm Xingfa toban EC. Những thanh nhôm này thì được sản xuất bởi tập đoàn Roto. Thì dòng này thì có độ dày từ 1,2 đến 1,4 tùy theo loại cửa, là cửa đi hay là cửa sổ hay là cửa lùa. Sản phẩm này thì gồm có 3 màu, bao gồm màu trắng, màu xám và màu nâu cà phê. Thì sản phẩm này có giá thành khá rẻ do có độ dày mỏng. Thì về biên dạng, hình dạng, nói chung về độ cấu trúc hộp thì giống Y-Chang như Xingfa nhập khẩu, chỉ là độ dày mỏng hơn. Thì cái dòng sản phẩm này thích hợp với phụ kiện là DRAHO. Sau đây là video thực tế về dòng sản phẩm của nhôm Xingfa EC. Ở đây là một bộ cửa sổ mà quay hai cánh sử dụng nhôm Xingfa EC, sử dụng bản lề chữ A, bản lề hãng DRAHO. Còn tay nắm thì tay nắm KinLong, chốt cánh phụ thì chúng tôi sử dụng chốt hãng Cavila. Đây là chốt Cavila làm chốt đẩy, dòng dùng cho cánh phụ. Đây phần chốt trên. Còn đây là tay nắm KinLong. Đây là phần thi công keo silicon giữa khung bao và tường. Thì đó là dòng sản phẩm cửa nhôm Xingfa EC. Tiếp đến là dòng nhôm Xingfa Việt Nam loại dày, có là loại có độ dày ngang với Xingfa nhập. Thì về cấu trúc và những cái biên dạng thì giống y chang như Xingfa nhập rồi. Riêng dòng này thì đến từ Việt Nam này có giá thành rẻ. Sản phẩm này là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà máy nhôm Xingfa Việt Nam. Thì đây là phần tem nhãn của cái sản phẩm này. Về độ dày thì nói chung là giống như Xingfa nhập vậy. Giá thành rẻ hơn Xingfa nhập từ 10 đến 20%. Thì dòng này chúng tôi gồm có 3 màu, bao gồm màu xám ghi, màu trắng và màu vân gỗ. Thì ở đây là màu ghi xám, màu xám ghi, màu xám lông chuột. Về phụ kiện các bạn có thể chọn là DRAHO, KinLong, hoặc là cao cấp hơn thì có atmay, hoặc là bogo, vân vân. Nói chung thì khi chúng ta chọn những cái dòng phân khúc nhôm Xingfa Việt Nam thì chúng ta chỉ còn chọn phụ kiện hãng DRAHO là được rồi, tránh xa cái KinLong loại 2 ra là ok. Thì đó là dòng cửa nhôm Xingfa Việt Nam loại dày. Tiếp đến là dòng sản phẩm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu. Thì cửa nhôm Xingfa nhập khẩu của chúng tôi thì gồm có 5 màu, bao gồm màu ghi xám, màu nâu cà phê, màu đen tuyền, màu trắng và màu vân gỗ. Độ dày của sản phẩm thì từ 1,4 đến 2 ly. Ngoài những khung bao hệ 55 nhỏ như vậy thì sản phẩm này có khung bao lớn, khung bao 100, có là khung bao bảo lớn hơn từ đây 10 phân rồi các bạn. Thì sản phẩm này các bạn có thể kết hợp phụ kiện DRAHO, KinLong, hma, bogo và Roto. Sau đây là video thực tế về dòng sản phẩm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu do công ty chúng tôi thi công. Đây là bộ cửa đi chính 4 cánh Xingfa nhập khẩu màu xám, 4 cánh có chia ô. Bộ cửa này thì chúng tôi sử dụng bản lề 4D hma gồm 16 các bản lề. Thì các bản lề 4D hma này thì rất là chắc chắn, cứng cáp và hầm hố, đẹp hơn so với 3D của hãng KinLong. Khóa thì chúng tôi sử dụng khóa là điểm hãng KinLong, còn chốt cánh phụ thì chúng tôi sử dụng chốt đẩy KinLong. Thì hiện tại cái chốt cánh phụ này thì chúng tôi đã thay thế một loại chốt tốt hơn, đó là chốt bật KinLong để dễ sử dụng và có độ bền cao. tiếp đến là dòng sản phẩm Xingfa Note. Sản phẩm này thì là của công ty Nhôm Vĩnh Hưng sản xuất tại Việt Nam. Thì dòng sản phẩm Xingfa Note này thì có độ bền màu cao hơn so với dòng Xingfa nhập khẩu hay Xingfa Việt Nam. Công nghệ Anode thì giúp cho cái sản phẩm cứng cáp hơn và có độ bền màu cao hơn so với những cái sản phẩm sơn tính điện thông thường. Như các dòng Xingfa nhập khẩu, Xingfa Việt Nam mà tôi vừa giới thiệu lúc nãy thì đều là sử dụng công nghệ sơn tính điện, thì chính sách bảo hành của các nhà sản xuất thì chỉ được 5 năm, còn riêng cái dòng sản phẩm Xingfa Anode này thì được bảo hành lên tới 20 năm. Thì cái sản phẩm mà sử dụng công nghệ sơn tính điện trong điều kiện thời tiết tốt mới có độ bền từ 10 đến 15 năm, còn không mà trong điều kiện không tốt thì nó từ 5 đến 7 năm là bắt đầu xuống màu. Điều kiện thời tiết tốt là trong nhà những cửa phòng, còn đối với những cái sản phẩm mà trực tiếp với ánh nắng ngoài trời thì độ bền màu chỉ từ 5 đến 7 năm mà thôi. Còn riêng công nghệ Anode này thì chúng ta có thể dùng ngoài trời, độ bền màu đảm bảo 20 năm trở lên. Ngoài ra còn thích hợp với những nơi gần biển. Đó là dòng nhôm Xingfa Anode. Đây là một số dòng sản phẩm của nhôm khác của công ty chúng tôi. Đây là nhôm toban và rima có bề mặt cánh trơn. Nhôm toban và rima thì sẽ cao cấp hơn Xingfa. Thứ nhất là bả cánh này nó sẽ lớn hơn. Bả cánh Xingfa 87 thì này tới giờ rộng hơn khoảng 10 mm. Về bả cánh này sẽ dài hơn so với Xingfa. Còn cao cấp hơn nữa thì chúng tôi có nhôm cầu cách nhiệt. Đây, nhôm cầu cách nhiệt thì có nhiều khoang thì mức độ cách âm, cách nhiệt sẽ tốt hơn và có nhiều khoang nhôm. Thì, tuy nhiên thì cái dòng sản phẩm này sẽ thành cao hơn, do chúng ta phải sử dụng kính hộp này thì mới phù hợp với cái dòng này, và phụ kiện nó cũng phải cao cấp hơn để có đủ khả năng chịu lực cho dòng sản phẩm này, nên giá thành nó sẽ cao hơn Xingfa. Tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm nó thì chúng ta sẽ thấy mức độ cách âm hoặc là cách nhiệt nói chung là rất đáng đồng tiền. Còn như những cái dòng mà khoang đơn như Xingfa thì khi mà trời nắng thì chúng ta sờ đây rất là nóng, nói chung là sờ nó không có tính cách nhiệt. Thì đó là một số sản phẩm của nhôm kính của công ty chúng tôi. Nếu các bạn làm nhà có nhu cầu thi công cửa nhôm Xingfa, cửa nhôm kính cao cấp khác thì có thể truy cập vào website cửa như atmay.com để tìm hiểu về sản phẩm của chúng tôi, cũng như xem chi tiết giá thành các loại sản phẩm của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt.